later than I can. Hello, Mr. Chumon. Hello. Hello, Mr. Chumon Lừa. Rồi, tắt mic chị Nam Hiên kìa, bên Nam Hiên mình mở mic ra. Lừa. Hello, Chumon. Mr. Chumon. Hình như con không thấy mục sư ở trong phòng nữa. Có. Để chờ chút xíu, Siva chắc có lẽ là... Dạ, chắc có thể do mạng yếu gì một sự nha. Từ gà rồi, một sự nãy anh. Dạ. Điệp xua, cha chẳng điệp xua. Cha, chẳng điệp xua. Mít ra đi chị Năm. Dạ, dạ. Alo, bác sĩ Chụp Món. Alo, không biết mạng như thế nào để chờ chút xíu. Dạ, hiện tại thì con chưa thấy mục sư ở trong phòng con. À, hồi nãy giờ có phải không? Dạ đúng rồi, nãy giờ có, chắc là mới bị văng ra hay gì đó. Nãy vô là nói chuyện lâu lắm rồi mà sao mà mạng yếu nó gì vậy? Dạ, một sư vô rồi đó cô. Sư vô. Vào chưa? Vào rồi. Alo, chào thôi. Rồi này. Alo. Alo. Ờ, nó cậu cà, nó con nhức đầu. Lại mất. Lại mất nữa cô ơi. Nãy thấy vô rồi hả? Dạ dạ mới vô nhưng mà lại mất nữa rồi. Cái mạng yếu quá. Mạng yếu quá nên nhảy ra nhảy vô á. Dạ dạ một mục sư đang vô đó. Cái máy của mục sư đang kết nối âm thanh. Chụp món bật mic. Bật lưới. Hello. Mr. Chụp Món. Hello. Bạn khi ông mở phanh hai internet tích. Rút tuần này. Lại phanh hai internet tích mà mình. Ok. Sóng có năng đề, cái mạng của nó yếu á. Để ra chị dân giờ trở lại rồi. Ok. Ok, chân dừng à, tịt thán. Tịt thán đó, lần bay miền về mình tua hơi phần khép đó. Bé suối con ốc con bà ông xâm rạp bực thamay, ngay thamay. Ok, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, dù có trục trặc thì giờ thời gian như ngày vẫn ban cho chúng con có thời gian thì giờ này. Chúa ở cùng mỗi chúng con. Nên xâm rạp chân nam thamay bì bòn và phê bì phong đài. Là trong năm mới này chúng con sẽ bước vào hành trình cuộc đời của chúng con trong năm 2022 này. Xin phép ban liên xâm át chất dương trong tầng ốc nìa. Xin Chúa hãy tẩy sạch ý tưởng của chúng con cũng như tấm lòng đời sống của chúng con mỗi ngày trong tình yêu thương của Chúa để con có một đời sống mới trong năm mới. Đầm bây trông bật tiên nó cầm nét thamay đào dương trong tầng ốc nìa trong ca rốt nơ bài chí vật kia kịch bỏ ra sẵn. Để chúng con xứng đáng là con trai con gái của Chúa, là chúng con là con của Ngài, xứng đáng là một con yêu quý của Ngài trong tình yêu thương. Sùng trung bậc chất dương khi chúng mình ở chúng ho đồng bày tự tu cho cục trong phần tu rồi bỏ bệ. Xin Chúa thăm viếng đời sống của mỗi chúng con, xin ban cho chúng con có sự mở lòng để đón tiếp lời của chính mình Ngài buổi sáng hôm nay. Để đời sống của chúng con thêm hơn nữa đức tin của chúng con vững vàng ở trong Ngài. Ở dương chúng bàn rung nơi không có đầy ấm no nâng sừng khâm. Để đời sống của chúng con tiếp tục nhận sự vui mừng từ nơi Chúa. Xong rạp cho năm thamay ni phong đài. Và hy vọng trong năm mới này. Xong trung cục cường dương chúng nơi không dùm ni. Xin Chúa ở cùng chúng con trong chương trình Zoom này. Đồng ý cùng ôi miền phá nhà hạ đôi bà ca nà lời.
Xin Chúa bảo vệ thời gian thì giờ này, đừng để cho mạng sống yếu hoặc là trục trặc. Đồng bây ở phía bằng tu bàn chắc đốt nó không phải nhà chất dương trong mà nẹ phòng đài. Để sứ điệp của Ngài được ở trong lòng của mỗi chúng con, để chúng con tiếp nhận lời của chính Ngài. Con xung ạ tì than không phần niêm về Giê-xu Christ. Con cảm ơn Chúa và con xin cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. បាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីសូមព្រះបានប្រទានពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាប្រវោបិតានៃយើង Cảm ơn Chúa, bước vào một năm mới, tôi cũng cầu chúc cho quý ông bà, anh chị em được tình yêu thương của Ngài ban cho, đó là đời sống ân điển tràn đầy và sự bảo vệ của Chúa trong mọi con cái của Ngài. Vâng. Bạn thằng ngày cái lon tới nay dương bạn cho xua sọc tục hay lực tức chất đó cùng chân nùm không bị thịt bồn nổ ai đó bao nhiêu ngày trải qua cuối năm cũ chúng ta có sự tổ chức nói về ơn phước mà Ngài ban cho, đó là tình yêu thương Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để cứu mọi chúng ta. Dương nị chi âm pi cầm nơ đa bọc phá ong đẹp trung bàn phá sốt lưu phán đầy ní. Chúng ta ghi nhớ lại tình yêu thương của Ngài ban cho, đó là sự sanh ra Chúa Giê-xu, sự giáng sanh của Chúa Giê-xu. Vì trung phá ong phá sốt lưu phán đầy đầm bây nè đo chi vất đo dương thật ọc nì. Chúa ban cho đời sống của chúng ta có đời sống trong sự công bình của Ngài. Bà sân chìa khám niên chì vất rồi bọc bọc ông sụp cốt nó lưu chư chàng. Nếu mà không có tình yêu thương, sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Đối chí này dương cầu bị ba nâng rô nơ lưu phản đây. Đài là nôm ôi dương bị nghiêng một đài. Thì đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng rất là khó khăn trong cuộc đời, trong cuộc sống trải qua trên đất này. Vì bố bê su dương mốc, đâm bây đo chỉ vất đo dương cực nì. Bởi vì Chúa Giê-xu đến để ban cho đời sống của chúng ta có một đời sống mới. Ngài nếu chúng trong lực thực chất, bọn phụ ôn tam để dạy bê văn tú, rõ ông nơi khăn ông phê cùng bì dù hàn, chúng bục đọc khó đọc bầm 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 bầy. Buổi sáng nay tôi có lời Chúa trong văn đoạn 10 câu 17-18. Xin anh em mở lời của Chúa trong Tin Lành văn. Và trong án hay ở mặt án kia chia biệt xa Việt Nam. Đoạn 10 câu 17-18. Dù hàn chụp bục đọc khó đọc rầm bì đọc rầm bì. Hết nếch bàn chìa bệnh vô bệnh đa trung sở lành khí nhộng. Vì bố khí nhóm đã chỉ vật khiêm chốc, đâm bây ở ban chỉ vật, đâm bây ở ban dốc một bình. Khiêm nẹ nà đọ dốc chỉ vật bị khí nhóm bàn tế, cứ khí nhóm đã chỉ vật chốc, đòi khuôn khí nhóm. Khí nhóm ai nâng đã chỉ vật nịt chốc, hay có ai nâng dốc một bình bàn tài. Khí nhóm ban tốt tu lòng nạch ní, vì bố bây đa khí nhóm mộ. Amen. Amen. Tôi xin đọc ở đây trong Tinh Văn, trong Tin Lành văn đoạn 10 câu 17-18. Chúa nói này, tại sao cha yêu ta, ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Được không chùm nông chỉ vượt tiền lại để phép ban bằng cách một. Tất cả đời sống mà Đức Chúa Trời tạo dựng ở trên đất này, con người chúng ta trên đất này. Bà dương an không chùm phục đọc ni nâng bàn khơi ni dây ông bị chỉ vượt dàng trả ơn ông bị phê Giê-xu. Nếu chúng ta đọc ở trong văn Tin Lành văn này, trong đoạn 10 này thì chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho và chọn lựa những người mà Ngài yêu mến.
dựng mặt đăng tha Phật trung ban sọc và hà rật tế. Ý muốn của Chúa là như vậy. Ôi mà nụ, miền chỉ vật mùi để ai tự tù ai cơ sất. Ôi mỗi người đều có sự tự do chọn lựa. Phương chỉ côn được bọt trung bàn. Chọn lựa để trở thành con của Đức Chúa Trời. Cứ đời kê xâm ra chất, tự tù trung, phương chỉ bảo ông mà cha này chỉ vật kịp toàn. Mình tự do để lựa chọn tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho. Ngày nay trong miền trần non chương mê riêng thì dây ông bị lẽ cả nạn sống bạc này chỉ vật kỳ bò ra sao. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói về sự ban cho của Chúa, đó là một tài sản lớn mà Ngài muốn cho những người Ngài yêu mến. Đối nhiên ta ở đây chỉ lẽ cả nạn sống bạc này chỉ vật chỉ côn bè. Vậy tài sản mà quý báu Ngài muốn cho con của Chúa trong tình yêu thương mà Ngài muốn ban cho với sự chọn lựa này. Nếu không mê riêng nợ bực này trong lực buồn chùm nói một nịch dưới ông bì chi vật nâng lẽ cái nạn sống bạc rồi bỏ kỳ bỏ ra sát dưỡng. Sáng nay tôi muốn nói về tài sản quý báu mà Ngài ban cho ông bà anh chị em có mặt ở tại đây là những người mà Chúa yêu thương. Tôi có một bốn phần để giải thích để mọi người đều nhận được sứ việc này. Tìm mối chỉ vật để miên sạch đầy sở lành. Thứ nhất đó là tình yêu thương mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Tí bì chỉ vật đàn miên sẽ đầy sẵn khẩm. Thứ hai là tình yêu thương Chúa ban cho rồi mình phải có sự hy vọng. Tí bây chỉ vật đàn miên sẽ đầy sẵn trọng. Thứ ba là đời sống của chúng ta phải sống công bình với Ngài trong sự thật thà, thành thật với Chúa trong mọi sự. Tí bốn chỉ vật đàn miên chỉ vật bọc cao trên nịch. Thứ tư là cuộc đời, Chúa là ban cho chúng ta cuộc sống đời đời ở trong tình thương mà Ngài ban cho chúng ta. Nơi cho nó tìm mùi này, khiêm trọng ở bằng ôn bàn mới, Phật Công Pi Luka, chúng cũng đọc kho mà phải một phần. Xin mở trong Luka, đoạn 10 câu 7. Kho mà phải phần thân nhẹ nút tu thà, ai anh trâu sổ lãnh Phật ông bà chắc chìa Phật này ai. Hồi ô ông bị chất, ô ông bị bổ lưng, ô ông bị cầm lăng, hồi ô ông bị cầm nật ai, rôm tiếng nẹ chất kháng, đôi khuôn ai đài. Luca đoạn 10 câu 7, Chúa nói hãy ở ứ với to, hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương thưởng mình, đừng đi nhà này sang nhà khác. Ông bố mặt đang hơi thà cho nam cha bàn plak đồ viên hơi chôn một đò cho nam thăm mây chi vứt rồi bọc phong dương mà nẹ có tơ tầm miền ca plak đồ dạng được chân học đại. Mọi người chúng ta thì biết chúng ta ở trong năm cũ bước sang năm mới thì đời sống của mỗi người chúng ta đã có sự thay đổi về tâm thần của chúng ta cũng như đời sống thực hành sinh hoạt của chúng ta mỗi ngày có một cái tâm có một đời sống mới. Đời pro tài chi vật cha được bọc phong dương nâu miền đi sai này ông bự ba đối chân này hơi dương trâu ca chùm rút nữ chi vật cha châu nữ chân nam cha hơi dương nâng clap đồ công nứt thâm mây xâm rạp chân nam thâm mây mọi người chúng ta phải có sự thay đổi trong năm mới vì Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày được mới luôn và mỗi năm đều có sự mới luôn. Vậy Ngài sẽ nhìn thấy đời sống của chúng ta trong năm mới này có sự thay đổi về tâm linh, về đời sống xác thịt của chúng ta để chúng ta nhận được những ơn phước mới mà Ngài chuẩn bị và dành cho mỗi chúng ta.
nếu không phải công ty Luca nhập cuộc đọc khom phim phật pháp dương thà trâu sờ lanh bè ông mà cha chỉ bè này anh ở ông pi cha ở trong Luca đoạn 10 câu 27 Chúa nói thưa rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Nơi cái lấy này mà mình chạy dàng chí bát tha ôi dần lanh vào ông nó ọc bị chất, ọc bị bổ lưng hay ọc bị cầm lăng, ọc bị cầm nứt. Nếu cứ chia chúng nói chồng khăn để vào ông trong ôi dương dần lanh vào ông không miên dần lanh là nà cao bị trồng lại. Chúa bảo chúng ta nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta chọn lựa Ngài là đứng yêu thương, chúng ta là con của Ngài bởi đức tin của Ngài, thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta hết lòng, hết sức kính mến Đức Chúa Trời ngươi thì Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Đức Chúa hai bông cô nấy cứ bỏ ông trong pháp ở dương rồi lánh bệ ở kháng vì bố bỏ ông trong bàn sẽ lánh dương lửa vây tầm ổ để trong bàn một cơ lửa phải đầy này. Chúa bảo, tại sao Chúa bảo chúng ta hãy kính mến Chúa hết sức, hết linh hồn? Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều. Ngài yêu ta, chúng ta cũng tình yêu thương vĩ đại mà Ngài ban cho đó, Ngài tạo dựng và Ngài cứu rỗi chúng ta. Muốn chúng ta yêu mến. Ông ơi dương sở lanh, nẹ chết khang, ở đô chia sở lanh khuôn rồi bọc phòng dương. Vậy Chúa bảo chúng ta nếu mà kính mến, yêu mến Chúa hết sức, hết lòng, hết linh hồn, thì chúng ta cũng phải yêu những người lân cận như chính mình. Nếu cứ chia chúng nói chúng khăn mũi để luộc Luca bàn đi chia ông Pi sạch đây sở lanh hơi bệ trung an pháp quạt đồng bây ở quạt bàn sở xê chúng nói tiếng Pi này cứ chia chúng nói chúng khăn nà xâm rạp dương chia kỳ bò rạp sẵn đấy tình yêu thương mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Tình yêu thương vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho đó là Chúa Giêsu đến để bày tỏ tình yêu thương, Ngài hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc mỗi chúng ta. Thì sự hy sinh này đó là một cái tấm gương để đời sống của chúng ta phải giống như Ngài, để yêu mến, yêu thương những người lân cận như chính mình. Phải có sự hy sinh, phải hết lòng, thì đó là bày tỏ tình yêu thương của mỗi người chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Vâng. Đức Chúa Trời cho nó tìm mùi này cứ chia chỉ vật đại miên sẽ đầy sở lành. Chúng trong ai ở lúc này ông ôn riêng ông Pi chỉ vật nâng sẽ đầy sở lành này cầm rạp nâng dương đầm nơi chỉ vật nâng nông chân nam thầm mây này phòng đại. Đây là một điều quý báu mà Ngài bày tỏ và ban cho mọi chúng ta trong năm mới ngày này. Mỗi người chúng ta đều nhận được đó là tình yêu thương, là ân điển lớn lao mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tiếp nhận và tình yêu thương đó, mỗi người chúng ta cũng tràn ra đối với những người lân cận yêu thương họ như chính mình. Và chẳng cho nó tìm mùi này cứ tìm mùi trong ôi dưỡng sở lanh của ông ọc chết tì bì sở lanh nẹ chết kháng ôi đôi chia sở lanh luôn rồi bọc phòng dưỡng. Chúng ta hãy nhớ trong năm mới này chúng ta ở đâu, chúng ta đi đâu và làm gì, chúng ta cũng có tình yêu thương của Ngài ban cho trước mặt chúng ta để chúng ta nhớ lại. Và tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho tạo dựng chúng ta còn sống trên đất này và chúng ta còn thở, hơi thở của Ngài ban cho đó là tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho trong năm mới này và chúng ta cũng tràn đến và cũng bày tỏ tình yêu thương này đối với những người lân cận như chính mình. Và chúng ta hầu việc Chúa, và chúng ta hầu việc anh em của chúng ta trong tình yêu thương, trong điển mà Ngài ban cho chúng ta bao nhiêu và chúng ta sẽ bày tỏ với những người lân cận anh em của chính mình bấy nhiêu. Và
ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2ជីវិតដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយ mọi người chúng ta hãy tiếp tục suy gẫm lại phần thứ hai đó là sự hy vọng trong đời sống của chúng ta hy vọng gì? Và cứ nơi trong ព្រះគម្ពីរ Thessalonic ខ្សែទី1ចំព ুক 4 ខ13Xin mở ở trong Tê-lê-sa, Tê-lê-sa đoạn nhất, Tê-lê-sa nhất đoạn 4 câu 13. Xin mời. Chân chấm án. Bọn ôn ơi, khi nhóm mình chong ở nẹ rô khní ạc đăng, vì bụi nẹ đã định lụt tòa hỏi tê. Cái nẹ rô khní ạc tục rùi, đồ chì nẹ ai tiết, đại khmín sống khâm. Tê-lê-sa nhất đoạn 4 câu 13. Chúa nói, Chúa nói, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Amen. Amen. Nếu cứ chia tì bằng toàn នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះបុត្រានៃទ្រង់đây là lời của Chúa ban cho tình yêu thương của Ngài ban cho đó là công việc của mỗi chúng ta thực hành để bày tỏ sự hòa thuận với nhau để bày tỏ cho mọi người ở xung quanh chúng ta nhìn thấy cuộc đời có giá trị đó là cuộc đời cơ đốc nhân sống có Chúa Giêsu ở cùng. Và đối với hai dương trong niềm dương Christ Bồ Tát, dương trở thành miền sẽ đầy sân khâm nơi trong Phật ông. Mọi người chúng ta là mọi con cái của Chúa, đời sống của chúng ta có hy vọng và những người anh em lân cận của chúng ta đem sự hy vọng đó đến cho những người lân cận như chính mình. Bất cả vậy đã trung ban thưa chúng phụ dương, nữ dương có ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីចម្រើននិងការរីកលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះផងដែរ những gì Chúa ban cho mọi người chúng ta nhận được ơn phước của Ngài, tình yêu thương của Ngài bấy nhiêu và ơn phước bấy nhiêu thì chúng ta cũng tràn ra và cho những người lân cận được hưởng như chính mình. សេចក្តីសង្ឃឹមនេះគឺដូចជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿថាសេចក្តីសំណូមដល់ទ្រង់ហើយយើងជឿថាទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យនេះហើយtình yêu thương mà Ngài ban cho chúng ta đó là mỗi người chúng ta chọn lựa nhận được tình yêu thương mà Ngài ban cho bởi đức tin của mỗi người chúng ta qua Chúa Giêsu đời sống của chúng ta sống có Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là đứng gương mẫu chúng ta sống như thế nào chúng ta học hỏi được bao nhiêu trong tình yêu thương mà Ngài ban cho để đời sống mình có hy vọng thì những người lân cận như chính mình cũng được hưởng như vậy. Vì pro dương rốt nữ chỉ mùi trúng hay trúng cung trong dương thu ở dương miên chỉ vứt đại miên sẽ đầy sẵn khâm chỉ riêng rõ thằng ngày vậy mọi người chúng ta được sống Chúa ban cho trong tình yêu thương thì mỗi ngày chúng ta cảm ơn Chúa trong công việc nói tiếng hầu việc Chúa là chúng ta sẽ đem sự hòa thuận, sự bình an, sự hy vọng đến cho những anh em, chị em của chúng ta ở lân cận mình để họ cũng được hưởng như mình. Vì pro nó không sẽ đây chùm nưa rồi bọc phòng dưỡng dương chưa hơi dương miên sẽ đây sẵn khâm ថាយើងនឹងមានជីវិតអកលជនិតជាមួយនឹងទ្រង់ដូចដែលព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងហើយឲ្យយើងមានជីវិតដ៏អកលជនិតវិញ Vậy mỗi người chúng ta đều nhận được ơn phước của Chúa trong tình thương mà Ngài ban cho đó thì mình cũng làm sao để nói về tình yêu thương mà Ngài ban cho đó tin lành của Ngài đến và ơn phước của Ngài ban cho để mọi người ở xung quanh chúng ta đều nhận được. Đức này
dương chỉ kỳ bỏ sát chân năm thăm mây ní trừ ta ôi miên chỉ vật trừ đăng thai chỉ vật dương cứ dương trông miên sức đây rằng không chân mình. Vậy trong đời sống của mỗi anh chị em, ông bà anh chị em ở trong phòng Zoom này, chúng ta bước vào năm mới, chúng ta sống trong sự hy vọng, trong tình yêu thương Ngài tiếp tục ban cho chúng ta nữa, để chúng ta có tình yêu thương đó mà tràn đầy ra cho những người lân cận cho bằng được, để nhận được những ân phước mới. Và học quân bảo ông chân được nông chân nam thông mây ní dương trâu rôn nư chỉ vứt đề miên sạch đây sẵn lánh. Về trong năm mới này, mỗi người chúng ta sẽ nhận được tình yêu thương của Chúa ban cho. Hay rôn nư không chỉ vứt đề miên sạch đây sẵn khấm. Sống trong hy vọng, đức tin của mỗi chúng ta, trong tình yêu thương mà Ngài ban cho, sống trong sự hy vọng. Và ọc quân bảo ông, chẳng cho nó tị bấy, cứ chia chỉ vứt đại miên sẽ đầy sọt tròn. Thứ ba nữa thì trong tình thương Chúa ban cho, đời sống của chúng ta phải có sự thành thật với nhau. Chẳng được nông chỉ vật dương, được nông chân nam thăm mấy bị bọn ở phải bị nế, cứ dương rôn nư đòi phiếp sọt tròn chỉ mùi nâng bảo ông mà cha hay chỉ mùi nâng mà nục đại rôn nư lưu phát đầy đi phòng ra. Sự thành thật này thì Chúa là đứng công bình, Ngài sống trong sự thành thật. Trong năm mới này, chúc cho ông bà anh chị em được đời sống mới, đó là đời sống thành thật đối với Chúa, đối với anh em, những người chung quanh của chúng ta, để có một đời sống mà Ngài ban cho chúng ta trong sự công bình mà chúng ta có. Mà vì bố bảo ông trong ôi dương mà anh khơi sẽ đầy sống hóa tròn tất cả trùng hơi nâng căn mất phẹt sạch nhiệt rứ cồng chân nung nâng khôn ông bảo ông chắc đuổi kinh nghiệm này. Chúa là đứng công bình, Ngài thề sẽ nhìn thấy đời sống của chính mình trong sự thành thật, trong sự thay đổi trong năm mới này. Thì đối với bạn bè, đối với gia đình, bạn bè cũng như hội thánh, những người chung quanh của chúng ta cũng tiếp tục nhìn thấy đời sống công bình của mình và họ sẽ học hỏi và làm theo. Thì Chúa muốn nhìn thấy đời sống con cái của Chúa đều sống trong sự công bình, thành thật đối với Ngài. Và đối với này dương chìa kỳ bò sát dương trâu miền phiệp sma tròn tim muối cứ sống trong chấm phục ra chiếm chá. Vậy đời sống thành thật này, trước nhất là chúng ta phải thành thật đối với Chúa. Tí bí cứ dân trâu sở lãnh cửa xa ra bọc phòng dân. Thứ hai là chúng ta phải có sự thành thật đối với gia đình, vợ chồng, con cái. Nít cứ chia chấm nói chấm khăn nạp ông phổn bà dân. Sở lãnh cổng cổ xa, sở lãnh sách nhiệt bọc phòng dưỡng. Nụ hơi cứ chia cùng ru, chia phần lưu, chia ẩm bẩn. Bằng hai nhóm phí sức đây sở lãnh. Rồi bọc dưỡng mà nẹ tự cắn sách nhiệt nâng bọn phổ nâng cổng cổ xa dưỡng. Nếu mà mình có sự thành thật đối với Chúa trong sự công bình mà Ngài dạy dỗ ban cho, chúng ta phải thực hành ở trong gia đình. Đây là một điều quan trọng. Gia đình, đối với gia đình, vợ chồng, con cái và bà con dòng họ của mình nữa, là những người dòng họ của mình nữa, đó là đời sống để cho những người lân cận nhìn thấy đời sống mình cũng có chất mặn, chất muối, đó là một đời sống gương mẫu. Vì thế dương trâu tại miền chất trong cả smart trong cuộc cua xa dương smart trong group bài giảng tầng nơi trong chi vật dương chi kỳ bò sát. Vậy đời sống của mỗi chúng ta trong năm mới này, mỗi ngày chúng ta cần lắm, cần cái sự thành thật đối với gia đình là người lân cận nhất, đối với gia đình, dòng họ, bà con chung quanh của chúng ta là điều quan trọng nhất. Người ta sẽ nhìn vào cuộc đời, đời sống của chúng ta, sự sinh hoạt của chúng ta hàng ngày
đời sống chúng ta là con của Chúa có muối hay không. Và hay tí bấy cứ dương sờ lanh nẹ đặt tì, smọt trọng nâng nẹ đặt tì. Đó là mình hãy có một đời sống gương mẫu, một đời sống thành thật đối với những người chung quanh của chúng ta là vậy. Bạn nên hơi cứ chia chỉ vật đại dương rụt nữ, nông sở mai ca này chân năm thamay nê, cứ dương rụt nữ, nông kiếp smọt trọng. Đời sống mới, năm mới, cầu chúc cho quý ông bà, anh chị em có một đời sống mới. Đó là một đời sống thay đổi, thành thật đối với Chúa và đối với gia đình, bà con dòng họ, những người lân cận như chính mình. Mà hồi rung nữ đòi smart strong, xâm rạp trông trình núm, smart strong trình phục bệnh nâng bong phô ôn. Chết khang nẹ đợt tì, dương trở bằng hai nhóm bí sĩ đầy sản lành, nâng kiếp sẽ mọc trọng, nông niềm dương chỉ kỳ bỏ sát bằng hai nhóm nẹ đợt tì. Vậy đời sống trong năm mới này, những người lân cận như chính mình sẽ nhìn thấy rõ đời sống của mình có Chúa Giê-xu, có sự hy vọng thêm hơn nữa trong tình thương mà Ngài ban cho, nhất là hội thánh mà Ngài gây dựng cho mỗi chúng ta. Thì trong hội thánh là những người chưa tin Chúa cũng như những người đã tin Chúa rồi, thì đời sống của mỗi cá nhân chúng ta, đời sống gương mẫu này sẽ giúp cho họ có một đời sống mới và nhận được những ân phước mới mà Ngài ban cho trong tình thương, trong sự hy vọng bởi đức tin của mình và sự thành thật này, để mỗi người chúng ta nhận được những sự mới mẻ, Chúa sử dụng chúng ta trong hội thánh được phát triển hơn. Và cho nó tí buôn trong mình chọc này cứ chỉ vứt đề miến, chỉ vứt ọc cả. Thứ tư là Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Chúa hứa với Ngài mình có ba điều ở bên trên được trọn vẹn, thì đời sống của mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc sống đời đời vinh hiển, đem sự vinh hiển về cho nhà Chúa. Và cuộc sống của chúng ta là trong ơn phước mà Ngài ban cho sẽ nhận được sự sống đời đời vĩnh cửu. Và đối với hai bạn dương chỉ vật đỏ cao trên nịch này cứ dương bàn một vì nà cứ dương bàn một vì bà ông để trung bàn xoan này ra thà trung nâng ao dương miền chỉ vật đỏ cao trên nịch. Đó là lời hứa của Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Trong ba cương vị này thì không có ai cho chúng ta được sống đời đời ngoài lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Giê-xu. Đời sống của mỗi chúng ta có Chúa Giê-xu ở cùng, và chúng ta nhìn thấy gương mẫu của Chúa Giê-xu và làm theo, thì ngày lời hứa này chỉ có Chúa Đức Chúa Trời hứa sẽ có một đời sống đời đời vĩnh cửu với Ngài, và mọi người chúng ta sẽ nhận được lời hứa này. Đối nước nông trẻ khẩm phí dù hàn bày đọc ở mùi thà bất bè sở lãnh mà nô lô đòn mà lại bàn chỉ trông và tiên bởi chú bật ra trông tại mùi. Đầm bấy ôi ôn à để chưa đòn bởi chú bật ra nô mình trâu vì miền lời cứ ôi miên chỉ vật đỏ ca trên nịch bình. Có đúng không? Lời hứa của Chúa ban cho mọi người chúng ta, đó là một lời hứa chắc chắn, vĩnh cửu. Ngài hứa ban cho để chúng ta nhận được đời sống đời đời, đó là trong văn đoạn 3 câu 16. Chúa nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Amen. Nên hãy cứ chia bằng toàn đại mình toàn nó cứ thả phép trong ba đầu tiên chỉ vật đó cao chân lịch một dương rồi kia hai chỉ vật nó cứ nó không phải vật tra lịch trùng. Đó là lời hứa chắc chắn, không có ai ban cho chúng ta một cái đời sống gọi là đời sống đời đời cả ngoài tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho mọi người chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Christ, là con độc sanh của Ngài. Những người nào mà tin Chúa và làm theo lời của Chúa đó
thì những người đó sẽ nhận được lời hứa của Ngài ban cho mọi người chúng ta sẽ có một cuộc sống đời đời. Và nếu bây giờ mới là khăn ông Phật Cổng Tì Dù Hàn sai tìm mùi chụp bụng pram khó đập mùi. Nếu mà xem lại ở trong văn văn nhất, văn nhất đoạn 5 câu 16 thì chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa nữa ban cho mọi người chúng ta. Đức nè, nơi khnông chúng ta tiếp buồn đi. Cùng cùng an so kho cầm ti nâng. Văn nhất đoạn 5 câu 16 Chúa nói như thế nào? Nhưng vậy hay ok an tức. Tôi đọc ở đây vì có kẻ câu 16 vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa hề biết chết đến nỗi chết cũng có tội đến nỗi chết ấy, chẳng phải vì tội đó mà ta nên cầu xin, nói cầu xin. Vâng. Amen. Đức chúa này của Simon Phi ơi, bà Phê Sở Lanh Dương đón mà lè. Nước trâu ở Dương chết Sở Lanh kia tự vinh tầm mộ. Chúa nói, lời của Chúa nói là anh em ơi, mọi người chúng ta đều sống trong tội lỗi. Nhưng bởi tình yêu thương của Ngài ban cho chúng ta được cứu, được Chúa ban cho sự sống đời đời. Không chết thì mình cũng phải bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho mình như thế nào thì anh em, những người lân cận của mình cũng sẽ nhận được như thế đó để được những gì mà Ngài hứa ban cho trong tình yêu thương thật và sự sống đời đời với những người xung quanh nữa. Bạn, ở quân phở ông ơi, này cứ chìa mì riêng muối để khiêm trọng được thực chất xâm rạp cho năm thăm mây hồi ở dương miền chỉ vật rôn nữ khăn sẽ đầy sở lanh khăn sẽ đầy sẵn khâm hay xe mọc trọng nâng đâm bay dương nâng tuột tuôn nữ chỉ vật đó ở cao chính này. Tôi cũng cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi có sứ điệp này đến với ông bà anh chị em trong đầu năm. Xin Chúa cũng ban phước cho mọi người nhận được sứ điệp này thông qua để tình yêu thương Ngài ban cho đời sống của mỗi chúng ta có sự hy vọng và đời sống mới trong sự công bình mà chúng ta sẽ đến với Ngài và những người chung quanh của chúng ta cũng được hưởng. Đó là lời hứa của Chúa ban cho mọi người chúng ta và những người yêu thương được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời như là hứa của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn và những người được nghe sứ điệp này và xin Chúa ban phước. Và hãy lắc khiêm trang xua dòng nua lục rưu này cử rưu thà ta lục nẹ tự tu nó bọt bị sao con ca rốt nơ nông chỉ vật kỳ bò sát bệnh bò được bù hơi đến nơi. Trước khi chia tay tôi có câu hỏi đến với ông bà anh chị em. Xin suy gẫm và trả lời để mọi người chúng ta đều được nghe. Ông bà anh chị em ở trong phòng Zoom này có những người nào được nhận được tình yêu thương trong đức tin của mình sống đời sống mới và lời hứa của Ngài ban cho chúng ta trong sự hy vọng này, sự sống đời đời này, có ai là những người đã nhận được sự ban cho của Chúa và lời hứa của Chúa chúng ta chắc chắn chúng ta đã nhận được rồi? Xin hãy trả lời, xin một hai người, ba người trả lời. Đối với xong rồi lúc này, bàn xâm rạch chất, rốt nữ tam bóng non bà hà tây bà, nút trung nâng bà tiên, ôi lúc này ông ôn, nâng miên chỉ vật đọc ọc ca là chuyên nịch, hơi bình bò để bù phòng. Ok, xâm dương xu hơi chạm ọc kê trả lời đó. Xin anh chị em của chúng ta, được nghe sứ điệp này, những người nào đã nhận được ân phước Chúa ban cho rồi thì xin hãy mở mic và xin trả lời cũng như làm chứng ngắn cuộc đời của mình đã trải qua trong sự thiếu tình yêu thương, không hy vọng và sống đời sống cũ chưa thay đổi, nhưng mà lời hứa của Ngài ban cho buổi sáng hôm nay đó là sự sống đời đời. Nếu có ai nhận được rồi
xin hãy làm chứng, mình trải qua cuộc đời của mình, nhưng mà làm chứng ngắn thôi. Trong câu hỏi là có ai nhận được phước rồi, xin cảm ơn Chúa. Dài lời. Ok, dân đáp bông ôn dân đời lời chậm nua con anh thích. Bạn, bạn. Ok. Xin xin mở mất cả, cả lời. Lục rút lục gì á? Mình lưu nhầm gì á, lục rút? Cha lưu, 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 xăm chương, dậy khlay. Cha, dậy chậm, chậm lời. Làm chứng ơi, lục rút. À, dậy Việt Nam tới nhưng bọc thể ở cột ban đầm bay bông ôn lưu. Bọn anh dậy Việt Nam tới ốc ai về. Cha, bay bông ôn xinh xinh áp chơi chậm nua con tích. Cha, xăm lương tích bông đầm bay ở bông ôn xinh kê chơi. Lưu cho ba hả? Chà, lưu, lưu, vậy tư. Vậy không ai á. Vậy Việt Nam. Vậy Việt Nam nhưng bộc thể ơi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình chết bắt bếp nữa đó. Giờ mà riêng... À, vậy không ai của bạn. Vậy không ai tư. Vậy không ai tư. Nhưng bộc thể Việt Nam. Ok. Vậy không ai tư. Vậy không ai hát. Vậy chết Việt Nam á. Ừ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa để tôi có không phải gì. Hả? Chúa bạn phước sư, phước bạn cho mục sư, phước cho con phiên dịch. Cảm ơn Chúa để một quan qua lễ đệ ban riêng bà man tất nó lục ru ơi khi nhóm đăng người được ơi bọn con đang sức khỏe là ó. Cứu nè, cứu bên phải lăng, cầm lăng, lọ, lọ, riêng sâu trường á. Ôi bọn con, ôi lục cứu, ơn khám ơ con chân, lục cứu nè, cứu đã riêng bị tật nâng á. Ở nâu y chai đoàn mười, lục ca đoàn mười câu mùa phê bẩn á. Nhâm bàn sạp bàn, nhâm cũng ơ con chân á, lục cứu. Nè, cứu đã riêng nhâm bị tật mớ, nhâm xóm ơ con bọn con dân ác nè. ก็ชลัยอารมณ์របស់គាត់ហ្នឹងណាដែលបន្ទួរពេលព្រឹកហ្នឹងយើងបានចែកចាយដែលបន្ទួរព្រះក៏បានទទួរក៏មានអំណរហើយគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគាត់សំជូនពោយើងបានព្រះរទានពោទៀតស្ដាប់បានខ្មែរក៏ទេបាទបានតាអូខេសិនមើលអូខេកម្មងជី Xin mời người khác nhận được ơn phước của Chúa. Cảm ơn giống như cảm ơn Chúa. Mình có hy vọng không trong tình thương của Chúa thêm hơn nữa? Cảm ơn Chúa, con học được trong bài học này. Con nhận được tình yêu thương của Chúa ban cho tất cả nhân loại này là tình yêu thương thật. Chỉ có Đức Chúa Trời mới cho thế giới này là tình yêu thương không biết không mà thôi. Thì không ai cho không biết không hết. Thế gian này người ta cho mình cái gì đó, người ta muốn lợi dụng mình cái gì người ta mới cho mình, chứ không có yêu thương thật. Có Đức Chúa Trời là cho mình yêu thương thật. Còn đây trước đây con cũng ở xa lắm, ở Đồng Nai, nhưng mà con xuống Cà Mau này được 6 năm rồi. Nhưng mà tình yêu thương Chúa cho con là cho không biết không. Con xuống đây chỉ có một cái bộ đồ, nhưng mà hiện nay thì con được 10 bộ đồ. Đó là tình yêu thương. Cảm ơn Chúa. Đó là sự đặc biệt mà cho con những lời ăn tiếng nói và lời của Chúa yêu thương mà dạy dỗ con để con lớn lên trong tình yêu thương của Chúa Jesus Christ, biết yêu thương người lân cận của mình, để biết săn sóc người khác và biết khích lệ người khác. Có cái niềm hy vọng, thì hy vọng ở trong đời sống của con thì Chúa Jesus sống lại thì tất cả ông bà anh chị em và con cũng được sống lại. Cái niềm hy vọng theo Chúa nhất nhất là phải đầu phục Đức Chúa Trời và sống một cách sống công bình và chính trực và biết sẽ được phước. Bao nhiêu lời mẹ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ok, ok. Ok, chúc ban phước cho Xuân Mai. Có một đời sống mới thêm hơn nữa để Chúa ban cho cuộc sống mình được trọn vẹn trong năm mới này, cuộc sống đời đời mà Ngài hứa ban cho. Ok, cảm ơn.
em xúc mai con như vậy tha con ban từ tua bè po rồi bỏ bè rồi tiền po con bè con nơi đồng nai nơi ngay hay con lợt tiền mui mau nơi trong pen đây nướng nơi cầm mau nướng cứ con menu về tận nia ập miếng ấy tặng a bàn tay tam chấm nưa con từ tua sẽ đây sờ lạnh rồi bỏ bè con mau con miếng mui cầm lê ao khao ập miếng ấy tặng a đây tờ tê lỡ có ruộng nơi hay có score tại ông có miếng rung chùm nôm nơi thì nu hay có tua sạch đây sần lánh miếng sạch đây sần khấm ca có tơn có mau cả máu nướng có miếng mà cơm lê lỡ có miếng đốt cơm lê áo khao cọt cứ bè đặt tiền bồ cọt hay chỉ vứt cho bỏ cọt có khơi cọt có đừng luôn anh có miếng cà phai đồ tràn cà smock trong hơi tôn plôn hơi chỉ mũi nè chích khang ấy cọt ruộng nơi rõ ngay cọt tha con mình mẹn có thế cứ bà ăn cùng nơi chùm muối hay bằng gặp bằng riêng có thơ ban bằng nâng bà sân có ở ban chú prè có ở miền tàu cái lấy tức đây trong đây nơi Việt Nam nâng ở chú cung chùm nổ một phò prè thế cứ có ở miền chỉ biết ở co chỉ nịt bằng tay có chưa tha có miền chỉ biết ở co chỉ nịt ok ở cùng bà ăn ok cảm ơn em chúa sẽ bằng phước có người nào nữa không có ai cảm ơn chúa nữa không đời sống dạ. mới để Chúa tiếp tục ban cho mình trong năm mới này. Xin mời Chúa. Xin xin mở mic cô nghe, không có nghe xin mở mic. Cảm ơn Chúa. Vì tôi cũng cảm nhận tôi cũng nhận được tình yêu của Chúa. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương đã ban con một của Ngài Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này để cứu rỗi mọi một chúng tôi, trong đó có tôi nữa. Cảm ơn Chúa. Thì qua đặc ân đó, thì trong Chúa, trước đây sống không có đời sống, không có hy vọng. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi mà tin nhận Chúa Giêsu, đời sống sẽ cũng có một sự hy vọng. Nhưng mà cảm ơn Chúa qua bài học này, chúng tôi phải học được rằng phải sống theo lời của Chúa dạy, phải yêu thương người lân cận của mình và phải lo chăm sóc cái gia đình của mình nữa. Thực sự khi mà mình chưa biết Chúa Giêsu, mình chưa tiếp nhận Chúa, mình chỉ sống cho bản thân của mình, mình chỉ làm theo ý riêng của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa qua bài lời dạy của Chúa và gia bài học hôm nay, phải lo chăm sóc gia đình cho người thân của mình, phải lo cho những người lân cận của mình nữa, phải truyền, đó là nhận được sứ điệp của Chúa, là phải khi nhận được ân điển của Chúa thì mình phải có hy vọng, để rồi không phải hy vọng của một mình mà mình phải đi ra giao giảng phúc âm tinh lành của Chúa để đem nhiều người hướng mắt về nhà của Ngài. Thực sự khi mà chưa biết Chúa, cuộc đời sống đầy tội lỗi, không có chút hy vọng nào hết. Nhưng mà trong Chúa, Chúa của mình có một sự sống đời đời, đó là thật là phước hạnh cho đời sống của tôi. Trước đây tôi cũng ở xa lắm, ở tới Long Xuyên núi Sập Đặng, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng đưa tôi đến nơi đây để rồi không còn hồi đó ở trong chùa. Nhưng mà giờ không còn ở trong chùa nữa mà được biết và tin nhận Chúa Giêsu, được thay đổi rất nhiều qua sự sống đời đời Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa. Nên cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cô Tám Lệ. Chúa nói, cô nói là đời sống của cô hồi xưa chưa biết Chúa, cô cũng khổ sở lắm. nhầm thọ sâm tu như vậy không ai á, ôi có tới vậy Việt Nam có tha chỉ biết cho bỏ có cha bê có tôn bàn có cả ông có tổ bê tình nia có ở miền tổ tu có trâu nông trong tu xa có khoa sạch đây sàn lánh ấy có thơ ấy có ở đơn khuôn tề bàn tay ở lớn có qua cả ông hơi chỉ biết có bàn play đồ ai cất miếng chỉ vật tham ai cất score sách đây sẵn lành nó bỏ ra ăn nó tìm po cất tục chỉ vật cất ai rõ ngay cất sẵn lành nè chích khang đôi run anh cất chui nông cù sa ai cất tổ tu cất ra ca nghĩa nông cù sa cất thoại chỉ vật bẩm ra prek nông dung chấm nông chỉ vật miếng chấm nước nông sách đây sẵn khâm ra nó tìm po cất hơi quay cọt thua nướng cứ bằng hang chỉ vật may rồi bỏ cọt hay cọt đừng tha bà ông đừng đặt tiền po cọt thêm tiết bà ông đặt tiền po hơi bà ông đặt tiền po thêm tiết
đầm bay chỉ biết được bỏ cốt nâng cứ mềm bà dối thoai xa rây rung rương đa bà ơn. Mà bà ơn xong này dạ bà ơn và tìm bộ cốt chỉ biết ở cốt chỉ nít. Hơi cốt chân ở mít sạch nhít bông bộ ôn nè chật khang của tổ tư sạch đầy sẵn lãnh đô cốt à. Sạch đầy sẵn cua đô bỏ trẻ. Sạch đầy xong này dạ bà ơn là tìm bộ ở cốt chỉ nít. Chân có ở cốt bà ơn có nâng chi dìm. Luôn nơi cái nông ca smock trong cho mùi bà ơn tỏ thiệt. Amen. Amen. Cảm ơn chị Tám Lệ. Yeah. Còn ai nữa không? Yeah. Dạ, con xin làm chứng ngắn gọn ạ. Cảm ơn Chúa. Mời. Dạ, con cảm ơn Chúa vì đã hạ mình xuống thế gian này chết thay tội lỗi cho con và cho mọi người nữa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cất đi sự sống của Ngài mà nhưng Ngài Ngài đã chết hai tội lỗi cho chúng con vì ở thế gian này không có ai có quyền tha tội cho con cả. Vì trước đây con chưa có Chúa, con sống mà không có niềm vui một chút xíu nào hết, mà cũng không có cái tình yêu thật cho ai đối với con. Thì thậm chí cha mà cũng bỏ con, thì con đâu còn hy vọng ai thương con nữa đâu. Con sống trong một gia đình là làm ngoại làm thầy cho mấy chục năm, cho tới khi con tới tin Chúa thì con thấy điều đó nó trong sống trong quyền lực tối tâm, thì con thoát khỏi gia đình đó, con đi ra ngoài con sống. Thì cho tới ngày con có chồng mà lúc đó con chưa biết lẽ thật, thì con sống thân với người ngoại, không chưa tin Chúa. Thì con cảm ơn Chúa mà nhưng con có lời của Chúa, con rất là bình an. Từ ngày con tiếp nhận Chúa con rất là bình an, và con biết người nào yêu con thật đó là Chúa Giêsu yêu thương con. Và con cảm ơn Chúa khi con tiếp nhận Chúa rồi thì anh chị em cô bác dạy con cầu nguyện. Thì cảm ơn Chúa, trước đây là con chưa có Chúa thì con rất là nhiều chứng bệnh như là viêm xoang sàn, khô máu não, sạn thận, viêm dạ dày, đủ thứ nhiều chứng bệnh nhiều lắm luôn á. Mà ngoại con cũng không có chữa lành cho con được, mà bác sĩ cũng không có chữa lành cho con, uống rất là nhiều thuốc cũng không hết. Mà con khi con tin Chúa, Chúa dạy cho con biết lẽ thật của Ngài, thì con trước hết là phải ăn năn những cái tội lỗi của con, những quá khứ của con phải từ bỏ. Và con không có quay lại theo đường lối cũ, mà con bước theo đường lối của Chúa dạy. Và con cảm ơn Chúa. Chúa con học lời của Chúa, và con xin cậy ơn Chúa giúp đỡ con sống theo đường lối Chúa. Thì càng ngày con thấy càng được khỏe mạnh khỏe bình an, và những cái chứng bệnh mà trước đây con có thì bây giờ không còn nữa. Chúa đổi mới con hoàn toàn. Và con cảm ơn Chúa, lúc nào dù cho hoàn cảnh như thế nào nhưng Chúa cũng vẫn cho con được vui vẻ bình an. Và con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ban phước lại cho cô chú anh chị em. Cảm ơn cô Mộng Cầm. Xin Chúa ban phước một năm mới đầy phước hạnh và bình an nhé. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Con người thay đổi nhưng mà Chúa không bao giờ thay đổi. Cô Mộng Cầm thêm hơn nữa. Chúa chữa lành tất cả bệnh tật ở với Chúa. Chúa ở cùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Cô Mộng Cầm. Cọt nì dậy tha chỉ biết cho bỏ cọt vì muốn về. Alo, một sư chấp món là Lư ấy. Lư mà Lư. Ok. Có tha chỉ biết cho bỏ cọt on score và ông cọt về tình nia. Cọt ở miền sạch đây sẵn không thì cọt sẵn lãnh kế bên tay kế ở sẵn lãnh cọt. Thôi cọt chui kế ở miền này nè chui cọt. Nên đâu cọt bị bá chặt cọt miền sạch đây sẵn không thì nông lục nông miền này nè chui dương thì. Chẳng cọt đua nơi nông phù xa cọt miền ca biên biên hơi về tình nia nè. Chỉ biết đó ở miền đầm lại. Hay cọt tranh bị té. Cô tranh bị tê, cô tâu thơ ca, tâu na, tâu nấy, cô mình là anh, ở score phê. Thì bên tay, bê cô miên chùm ngữ, cô ở miên sách đây sẵn không, cô chư, hay bét cô mơ, cót bên tay thử miên lẹ khăn, miên nuôi, miên cắt, miên là tập thiết. Hay chùm ngữ cạp lơn, hay cô tâu rô, và đáy cót, hay rô đầm bay miên củ xa, hay bê miên củ xa, miên chụp ca biên biên, cô khoa. Sách đây sẵn lãnh tiệt kê thơ bạp. Nhưng cót đó sẵn không mà chỉ biết cót đa tàu na mau na cứ cót ở đừng ru nơi mà đếch. Nông củ xa có đôi mít phe có đôi củ xa. Miên củ xa hơi có đôi ọt. Nhưng cót về tình nìa.
Rồi tình nghĩa bên tay có o-cun đã ông một cha. Sạch đây sẵn lãnh rồi bỏ prea ông có ban lưu tầm nâng là o. Skoa prea ông một cha. Sạch đây sẵn lãnh và cun rồi bỏ prea ông một cha. Có tu nớ miên sạch đây sẵn không. Chầm nưa rồi bỏ có lưng về Yêu Sư Christ. Hay có miên sạch đây sẵn không chỉ vết phai đồ. Có riêng hay chỉ vết có bàn phai đồ. Miên chỉ vết thăm mây mà đoan tích. Ở lỡ nâng cứ có miên sạch đây sẵn không. Hay bè bằng tua lỡ tích chặt cót. Thêm tiết, hồi có sẵn không thêm tiết, có nâng ban và ông thay ra xa nâng ca bia, chỉ biết có miền này mình nằm lại, hơi côn được bỏ rẽ, hơi miền sạch đây sẵn không, và ông xong nâng giá, chỉ biết có ban ốc có chỉ nít. Nhưng chẳng có đua nơ bình to tiết, đầm bay bằng hành sạch đây sẵn lãnh về là thiên phố ở cốt, sẵn lãnh nè chích khang đồ đồn anh, ở quay có tự tua ba nâng, cứ có nâng thơ tam, rẽ bình tua được bỏ rẽ, có miền sạch đây sẵn không hơi nơi phần này nì. Hay gọt nâng cài bài chất cùng nứt gọt hơi gọt mơ nghe luôn anh. Hay gọt thôi đôi mà đách đầm bay bằng hành sạch đây sẵn lãnh gọt tùa ban nướng đo nè đặt tay. Nì hơi cứ gọt sở bái chất hơi. Ô cùng rõ. Ok. Ok. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Ít nhưng mà Chúa hiểu tấm lòng mỗi ông bà anh chị em. Chúa nhìn thấy đời sống công bình của mình, sống để xứng đáng là nhận được tình thương của Chúa ban cho. Đó là Chúa Giêsu Christ năm mới này. Chúng ta được giải thoát, được tự do, sống trong ân điển của Chúa và làm theo lời của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn còn bạn. Ai cảm ơn Chúa nữa không? Ok. Xin mở mic, anh Năm. Năm Thiền xin mở. Ok. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Đó vì Chúa hồi lúc mà tôi chưa tin Chúa, thì lúc đó vợ chồng gia đình tôi thật là lộn xộn lắm. Khi mà đến với Chúa là rất là an bình, nhưng mà khi tôi lúc chưa tin Chúa, gia đình tôi làm, tôi thấy vợ tôi ghét lắm. Tôi thấy là tôi thương vợ tôi lúc nào đang bệnh ở nhà mà tôi dám bỏ nhà cho nó ở nhà nó đi, tôi đi thành phố tôi làm, tôi bỏ ở nhà tôi không nói năng gì hết. Rồi đó là gì? Cuộc đời tôi thiệt là hao du luôn, hao du ngoài đời luôn. Làm một tháng 4 triệu à, mà làm chủ nhật tuần nào cũng đi đó. Thì rồi chủ nhật là khách xe đi hết đường người này đi người kia, rồi nó dốc nó láo. Rồi một thời gian khi đó vợ tôi ở nhà nó cũng là tình hình bệnh đủ thứ. Cảm ơn Chúa đã cho một người ở xóm này, cũng là một người đó là cô Đan. Vợ tôi đi nơi ở ngãi Cà Mau được năm bệnh, vợ tôi thấy là cái sự chữa lành của Chúa, sự yêu thương của Chúa đến với vợ tôi. Rồi vợ tôi mới ở nhà cầu nguyện, đem mượn anh em cầu nguyện. Mà khi mà tôi về tôi tiếp nhận Chúa rồi, tôi không biết tôi là chạy cách nào mà từ thành phố tôi dựng chạy về Cà Mau có mấy tiếng hồi, 3-4 tiếng, 5 tiếng vậy. Mà chạy về á, tôi không có bất với vợ con thấy nào, bao nhiêu người ta tiếp nhận Chúa rồi. Dạ tiếp nhận Chúa đầu chặt bắt bá hay hoặc bà con bắt bá thế nào đó. Còn dạ tôi tiếp nhận Chúa xong tôi nhận cho tôi về đi tìm kiếm Chúa, nhưng mà tôi không có bắt bá vợ tôi đi thế nào hết. Về tiếp nhận Chúa rất là dễ dàng. Mà cảm ơn Chúa vì lúc đó, lúc mà cái sáng thứ hai, con ở quận Tân nó nói vợ có tiền về, đầu hẹn riết tôi ra khỏi quận 7, bây giờ cần giờ tôi chơi rồi. Hẹn riết tới sáng thứ bảy, tôi đi đá cục gạch sao mà, cục gạch tôi đá sao mà cái giò tôi nó lội luôn, ngón giò nó lội luôn. Mà tới chiều tối nó không đau. Rồi tới chạy về tới quận 4 cái chiều tối cỡ 6 giờ chiều bắt đầu nó đau, nó sưng đau. Đau tôi lết cái giờ tôi đi lết không tôi đâu có dở nổi nè. Nên là chú ơi, ngày mai con đi về con tìm kiếm ngài thờ phượng ngài, tiếp nhận ngài mời dò con vậy, tôi đau quá sao con đi được. Vậy suốt đêm đó không ngủ. Ở quận 4 là không ngủ đêm đó đã cho 3 giờ. 3 giờ tôi lên xe tôi chạy về tới Cà Mau là cũng giờ tôi nó lành, hồi nào tôi không hay luôn. Cảm ơn Chúa chứ. Là tuyệt vời luôn á.
về tới Cà Mau 4 giờ, 4 giờ ở quận 4 mà tôi chạy về tới Cà Mau mới 10 giờ 40 à, biết bao nhiêu cây mà tôi chạy không biết chạy cách nào đó. Chạy về tới đang về tới mới 10 giờ mấy thì trong hội thánh đang đang thờ phượng Chúa, tôi điện cho vợ tôi không được, rồi tôi phải chạy vòng qua ba, tôi hỏi chứ nhà thờ, hỏi nhà thờ không, ta chỉ nhà thờ quận 6, ở quận 6 một cái, ở quận 9 một cái, rồi tôi không biết ở đâu cái này. Rồi về chỗ một sư bảo hỏi đó là kêu bạn hội thánh, rồi tôi kiếm không được tôi chạy về, chạy về tới nhà thì từ sau lên thì gặp một sư với bà ngoại cầu nguyện cho tôi tiếp nhận Chúa. Thì năm lúc đó tôi nghe anh chị em đi trước nói là tiếp nhận Chúa, Chúa đã chữa lành. Vì lúc năm đó đó tôi là đau xương sống là tiền miên, xương sống tôi là đau tiền miên. Bây giờ đầu tiên hết tôi chưa biết là Chúa chữa lành thế nào, họ chưa biết quyền phép của Chúa thế nào, nhưng mà tôi đến, tôi đi đến với Chúa đồng ý lòng, tôi đến Chúa đã chữa lành cho tôi thôi, chữa lành cái xương sống tôi thôi, cho hết đau lưng thôi. Và cảm Chúa, Chúa đã biết cái ý đồ của mình thế nào rồi. Con người mình nhìn bề ngoài con người chứ Chúa anh nhìn trong lòng. Cảm Chúa đã có được chữa lành, không được chữa lành tới 5-6 năm là cũng còn ý nè. Rồi tôi cũng tiếp nhận Chúa, rồi tôi cũng đi cắt lễ cho thằng nào, ông này cắt lễ, ông kia cắt lễ, cũng như không, cũng gì là. Rồi tôi mua thuốc, loại thuốc mà 10 ngày một liều tôi uống cũng như không à. Rồi cuối cùng tới bây giờ tôi nói giao lành cho Chúa hết. Được chữa lành cũng ở bên Chúa, mà không được chữa lành cũng ở bên Chúa. Giờ dễ yêu Chúa rồi. Thì cảm ơn Chúa, thì trong thời gian thì từ từ là Chúa cũng chữa lành à. Vì Chúa biết là con người, con người của tôi biết hoạch rồi, ta đã chữa lành cho ngươi, ngươi không quay lên còn ta, ngươi đi qua thế gian ngươi sống nữa, ta không chữa lành đâu. Chúa nói amen. Amen. Đúng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thì thờ phượng Chúa đến bây giờ thì cảm ơn Chúa. Vì tôi đam mê thế nào, đam mê học là Chúa, là Chúa phán rằng trong Kinh Thánh này nó là đặt tay kẻ đau kẻ đã chỉ được lành, đặt tay đuổi quỷ, đặt tay từ ma. Tôi rất là đam mê, cám Chúa. Vì tới bây giờ khi mà có xác thịt cũng còn đấy, khi mà nói lên cũng chửi tùm lum này. Nhưng mà tôi biết Chúa ở bên tôi, Chúa đang gìn giữ tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Hát này coi. Dạ, ok, cảm ơn anh Năm, Năm Hiền Phú, cảm ơn Chúa được nghe lời, cảm ơn Chúa cuộc đời của mình được trải qua bao dông tố khi mình chưa gặp Chúa, khi mình biết Chúa, mình tin Chúa. Nhưng tôi xin khích lệ anh cái chỗ đức tin của mình, có thời gian, thời điểm mà tình yêu thương Chúa ban cho, không phải mình tạo đức tin hay mình đi tìm đức tin, nhưng bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, tình yêu thương, Ngài ban cho mình đức tin, Ngài cứu mình, giải phóng mình ra khỏi quyền lực tối tăm, xác thịt. Lúc trước anh nói anh bị bệnh, bị đau lưng, nhưng mà tìm kiếm Chúa để được chữa lành thôi. Chúa biết, Chúa không có chữa. Tại vì cái ý của mình là muốn chữa lành, rồi lành rồi mình còn hơn hồi xưa nữa. Mình sống đời sống xác thịt tội lỗi nữa, Chúa không có chữa lành. Nhưng mà đến thời điểm anh hết lòng, Chúa tìm kiếm anh lâu rồi, nhưng mà anh không có tìm kiếm Chúa hết lòng. Tới thời gian thì giờ tìm kiếm Chúa hết lòng, thì tích tắc chỉ cần mục sư để tay, bà ngoại để tay là anh được chữa lành liền. Đó là Chúa chờ đợi cái giờ phút đó, đức tin của mình Chúa ban cho, chứ không phải mình đi làm đức tin, mình tạo đức tin của mình, thì mình không bao giờ nhận được cái quyền năng phép lạ của Chúa. Cảm ơn Chúa được nghe Chúa giải phóng, Chúa cứu anh, và lời hứa được thay đổi. Anh nói một câu là Chúa có chữa lành tôi cũng theo Chúa, mà Chúa chữa lành tôi cũng theo Chúa, thì là anh hết lòng rồi. Cái lòng của anh Chúa biết, người ta nhìn ở bề ngoài anh, người ta thấy anh lu bu. Cảm ơn Chúa, bây giờ anh trở lại với Chúa thật lòng, hết lòng, thì anh mới hết lòng thật sự yêu thương vợ anh. Hồi xưa thì anh lu bu bề ngoài thôi, nhưng mà không có thật lòng trong tình thương mà Ngài ban cho anh đối với Chúa, đối với vợ anh, đối với những người xung quanh. Nhưng bây giờ anh thật lòng rồi, phải không? Thì Amen. Tôi hy vọng năm mới này Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho anh nhiều hơn nữa, anh Năm. Nhiều Amen. Hơn nữa. Đó là anh hết lòng kính mến, hết lòng
kính sợ Chúa, hết lòng yêu mến Chúa và thờ chịu phượng Chúa chỉ một mà thôi. Thì Chúa sẽ ban phước cho anh, tương lai của anh và vợ chồng anh, chúc cho anh một năm mới được an lành, hạnh phúc. Cảm Chúa. Trong tình thương, trong ân điển Chúa ban cho nữa. Amen. Amen. Chúa. Chúa ok, chào. Một sư chọc môn có như vậy, tim mình to có lọ nè. Có thà, cả muốn có lư, một bồn có chưa bé, có chưa ta. Bên tay chưa là bịt đôi sổ bỏ khẳng cao. Miệng ẩm nuốt, út ăn, cha chào, miệng sạch đây sả lãnh nghe. Có miệng một bồn, bên tay có sả lãnh một bồn. Có đà lên hơi có tàu thơ ca nơi khẳng cao hơi có si phật hơi có bê na có chư có tha ơ a thi tha nó phó tế bên tay có ọc bàn và ông pro và chia tề chân bê bà bôn chư còn chân có ọc khoan khoai tề bà bôn chư chân có hủ tàu hổ mất phẹt có hổ si phật hơi có chào bà bôn có tàu lên Sài Gòn nâng có tàu hổ si thơ ca có ọc khoan khoai hướng chư chạp của bà bôn đề có ọc sản lãnh bà bôn đề hơi chân có chân rồi hô thôi có bê na có chư lăng chư chư kê chư liếp năm chặt năm chặt năm chia sải cọ chia hơi hổ bé nữa bé anh bù cay anh thì than rồi anh chia đây cọ chia để chân mi mà ngày mui nướng cọt bàn to ba hơi cọt bàn lộ trường chư chư hơi chậm cọt thay cọt lạt cọt cọt chia bạo chia hơi cọt hổ hổ nẻ na lỡ cọt tham cọt đưng nơi cà mau nướng miên bé vì hia cọt hụt tàu từng giúp mọn chi làm tàu Sài Gòn tàu đò cà mau ngay nữa nè. Bà mạng rồi cơ lỗ bên tay cơ tha tư tư đầm bay tư về bì hìa tư về bì hìa hổ cơ ông ôi bàn miên trẻ tề mùi nâng ở lỡ chư khăn mình tên thôi chư chạp mẹn chư kè chùm ngư cha chư lọ trường cơ to bà tàu rô đò về bì hìa bà sơ bảo nâng mùng đốt giúp kê bùng thoàn cùng hơi cơ xuyên chô có tình dung chẳng ấy cơ tha lỡ cơ rô cơ ông ơi rô cơ ông ôi chạch hơi lỡ xong rồi ông cơ ôi chia hơi chú bà sơ bảo hơi dây nơi mà rít nấn dây hao bằng ngoại nấn có atithan đặc đại atithan khoản tờ atithan mở plate nấn có o bị chặt có rô và ông bê nấn có cái này nôn có thoai khluôn thoai chỉ vết có đặc đo và ông có tiền dung tiền chư chư chương lọ chương nấn á thấy tiền chỉ vết tiền chư chùm ngư chăm cai chùm ngư chặt cây có thì thoai đo và ông mòn có thoai o bị chặt hơi phải ông miên ca o cha có thoai khôn hơi có tập cỏ bàn phải ông pro có bàn chia hơi có song gia chung mũi phải ông pro ở chia có chưa mình chia có chưa nè chưa đầm bay o bị chất hậu phải ông đầm bay thoai cung phải ông xong rồi ông cai phải chất cùng nứt cọt chân có bàn phải ông pro ở chia hơi ở lỡ có chốt chung mũi phải ông chân sạch đây song gia rồi bỏ phải ông nâng cứ phải ông song gia ở tất miên chỉ vịt ở con chỉ nứt năm gặp quân người bỏ ra ông có miếng sạch đầy sừng thâm hơi có sả lạnh bỏ quân họ ngay hơi có ruồn nơ rõ ngay miếng sạch đầy sóc hơi chỉ vứt có lại đồ chân dương ở quân và ông để mình tu bé có ở quân bên này ok dương atithan tơ bạn mấy ông ôn bạn bằng rung chất atithan chỉ một nhóm lỡ xăm ở quân và ông xin cảm ơn Chúa tất cả hiệp ý với tôi để cầu nguyện buổi sáng nay lời của Chúa và nghe lời làm chứng của anh chị em trong tình thương Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa buổi sáng nay. Ok. Ok. Chị Thanh là một người. Rất vui con ở quân và ông xâm rạp trực nè. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài ban cho chúng con ở trong vương quốc của Chúa. Chị thầm mà đón tiết chị mùi bóng ôn tu bằng cung. Thầy xin Chúa hãy ở cùng mỗi ông bà anh chị em của chúng con thì chúng con chia tay với nhau. Tôn bà ông bà bà tiên phô đó tu bằng cung dân trong tầng ọc nì. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em của chúng con buổi sáng nay. Chị cất đô xin lập chân năm thầm mây này phong đài. Đó là món quà trong tình thương mà Ngài ban cho chúng con buổi sáng nay. Xin Chúa ban tiên phô ơi tùm công dương khi miền sẽ bây giờ lành. Xin Chúa hãy ban cho mọi ông bạn chị em của chúng con nhận được tình yêu thương thật từ nơi Chúa ban cho. Hãy ơi dương khi ban miền sẽ đầy chúng nưa, chưa, chàng, miền sẵn khẩm. Để mọi người chúng con nhận được đức tin, chưa tha, đức tin, tin rằng Đức Chúa
trời ban cho chúng con có tình yêu thương thật. Vì ông cứ chỉ bên này sẽ đầy dân khâm rồi bỏ dân khi vì Chúa là đứng ban cho chúng con có một đời sống hy vọng ở trong Ngài. Xong ở dân khi nhóm ảnh rôn nư, khi nông chân thâm mây mít, bình tật đòi, để cái đầy xe tròn. Để mọi người chúng con sẽ có một đời sống mới trong năm mới này, sống một cách thành thật đối với Chúa. Tâm mây ở dân khi nhóm ảnh tật tuôn bà bồ, nâng ban chi vật đó ọc cao trên nịch chi mùi trồn. Để mọi người chúng con có mặt ở tại đây nhận được ơn phước mới trong năm mới này từ Chúa ban cho. Xong ở bệnh tu bực này bạn chắc đọt chất dương khi mà nè ở bàn tự tu dục nè bệnh tu là rồi nè. Cảm ơn Chúa, xin lời của Chúa của sáng hôm nay đến với ông bà anh chị em của mọi chúng con để mọi người chúng con sẽ có một đức tin để chắc chắn hơn, vững vàng hơn trong tình thương mà Ngài ban cho mọi chúng con đây. Đồng ý ở bệnh bản tu lên bản đọa chốt trong chí vật dương mà nè phong đài. Để mọi người chúng con sẽ được lớn lên, được phát triển trong đời sống trong năm mới này, nhận được ơn phước mới, Ngài chờ đợi và sẵn sàng ban cho mọi chúng con. Xin bệnh bản tiên phô đo lục rụp báo. Xin Chúa cũng ban phước cho mục sư quản nhiệm, mục sư Bảo ở tại đây. Trong chương trình bỏ phòng bảo ông, nơi cầm báo bàn tờ tuôn rồi bảo vô cho năm thầm mây vì bọn ở phần tin này phòng bàn. Con cũng xin Chúa ban cho hội thánh của mục sư Bảo ở Cà Mau này được phát triển thêm hơn nữa trong năm mới này. Tất cả những người lãnh đạo cũng như những thành viên ở tại đây được Chúa sử dụng đời sống mới và phát triển trong năm mới này. Xin trung ơn chùm rơn cầm lang đoàn quạt bằng bị đón. Xin Chúa cũng ban ơn phước, sức mới gấp hai lần trong đời sống của mỗi người để hầu việc Chúa. Đồng bây ở quạt bạn đặc nôm krom chân nụ một phong vọng bạn tự đời luôn nụ kiếp chúc chây nạc nông chân mây nị phong đài. Để hội thánh của Chúa ở tại đây được sự phát triển trong năm mới này để tin lành của Chúa nhiều người được nghe và tin Chúa để được cứu. Con xin ắt than trong phần niệm Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa và con xin cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Chúc chúng ta nêu sắp đa cõi tiệt. Xin chào tất cả, xin Chúa ban phước và hẹn lại tuần sau gặp lại mọi người. Thank you so much, Pastor Chasmon. Thank you, Pastor Mary too. Yeah, xong ở con. Yeah, ở con cảm ơn Chúa và con xong chung bồ. Xin Chúa ban phước, sư Bảo. Amen. Xin Chúa ở cùng em và nô em. Sự bình an của Chúa đến với cả hội thánh. Mẹ Chúa ban cả hội thánh. Xin chào, xin chào. We are so blessed by your message. Thank you so much. God bless you more. And see you next week.